Hello everyone. Today my family come to fishing at Gold Coast. Come fishing with us. If we go in to catch any fish or not. Again, the fish. Twenty-six centimeter, okay, gone. Oh no! Rock again! Lucky! Fishing lines got loose. Lucky me. Thank you.
timong nyo ya chimo da chi wa che to nya pe ha de na che kwam be la ho shen je po to a te chimo mo to ho ne ya ne nyen hun che che yin wo lin ka se ya ne chi nyen hun che na che shen ne ho pa mu la chua la to pe te tong te ha ha ku li che po te chúng ta chỉ qua thế thôi chúng mới mót tao hao chế tôi nuôi chế thì nó nên nên bố bảo luôn con đấy luôn con đấy giờ luôn con lấy xuồng tàu cho sáu chục ba xí xí đấy chứ lấy chạy mua xí họ giờ các chị xã chọn tàu rồi các má mà chạy mua xí xí rồi yên tàu nè đó chỉ mà giờ các mua đến lo kia là chỉ lấy mua đèn tàu cho chỉ lấy chú đèn tàu lo là đã cho chạy cảnh tua chua chỉ luôn con này mua nó nè ya li shada ya ya li pe che chimoda chi wa che ka to sho ku cha video ku mo sho ka cha video she jong li cha she ha nya li cha ka de te ka de te ha li a ble jong li cha ha ne a to sho ku she ku nya te che no a nun che ha jong li cha na e pe shi sha li no A brim. It's brim. Big brim. Centimeter. Chúng con nên bỏ cái kia nó, thế bỏ bơi luôn đấy chị ạ. Lấy tuần hướng chế ngầu xin hả, lấy chế tuần chế, lấy tuần hướng chế. Có rong cổ lý yêu dùng chế mà, lớn mạnh nhảy. Chá chánh cơ, lấy cháy chá, tuần chế thì lấy. Tô mù mà chung phòng cổ lý, chí hóa tô mù. Ê, yá tô mù hướng kê hướng chế, chá tuần chế quân tê thế, chá tuần chế tàu chấp lấy. Chế nè kia, lọ ngạc chẳng có, chế kia mù mù lọ lọ nè chế. Lấy tuần hướng chế ngầu xin hả, chế lấy tuần. Qua đá chế à. Lấy yên yên toa, nguồn chế ngông cầu xếp. Thế yên chế rơi rong thế nhau là lũng cầu hô chế bàm bế là yên bà lũng. À, tu yên bàm bế tông bộ chá lắm mô, tu bàm bế chơi bộ chá lắm mô, chế yên yên chế thế nói chế. Yên yên toa nói chế yên yên chế yên bù lò chế, thế yên chế chế yên bù chế mô sáng lòng cầu ở thế nè. Chế yên cháu nhau nhau xếp cũng lò, lò lệnh tàu thế hả? Hả nà là hai ta lô cháu xếp lòng chế hả? Họ cho xây một xe hoa nhỏ lên chặt.